Nam giới nói rõ Quý vị đã thấy trong Kinh Văn Trên thực tế nó bao gồm cả 10 thiện nghiệp 10 thiện nghiệp nằm trong đó Quý vị xem trong Kinh Văn Hai lưỡi ác khẩu nói dối theo dệt Từ đó có thể suy ra Phẩm Kinh này Nói, nói cho chúng ta năm giới mười thiện vi phạm lỗi này rất lớn rất nguy hiểm tất cả đều do sự coi thường của một số người cho dù những người xuất gia thường coi những điều này là giới nhỏ giới nhỏ thì không thành vấn đề không coi trọng có phải nói dối là giới nhỏ không hai lưỡi là giới nhỏ không Tôi lừa người này Người cũng không phải người tốt Lừa họ có sao không? Liên quan rất lớn Người bình thường không hiểu Thật ra, năm giới thập thiện trong Phật Pháp gọi là giới căn bản với tỷ kheo tỷ kheo ni bồ tát định giới tam tụ đều được xây dựng trên nền tảng này gốc đã mục giới có còn không Tôi nghĩ mỗi người đều sẽ nghĩ được có thể hiểu được giới kia là giả không phải thật học phật trước khi chưa học phật có những khẩu nghiệp này không ác khẩu nổi giận chửi người phê bình người tất cả đều thuộc về khẩu nghiệp nếu ta nói theo dệt gồm cả biểu diễn ca hát trên sân khấu nội dung là gì nó ăn khớp với giết dâm dối những thứ này đều thuộc lời theo dệt lôi kéo quý vị xung động tình cảm vì sao nói ngày nay vô tuyến định hướng làm chủ cả xã hội à, những người phụ trách định hướng này họ có thể cứu cả thế giới có thể cứu cả thế giới những gì họ bày ra là mặt trái nghĩa là hủy diệt thế giới này nếu những gì bày ra là nhân nghĩa đạo đức là ngũ giới thập thiện tức là họ đã cứu thế giới họ đã cứu cả thế giới này tất cả quyền lực đều nằm trong tay họ tương lai lên thiên đường hay xuống địa ngục tất cả đều gói gọn trong một niệm của họ đệ tử của phật không kể là tại gia hay xuất gia xin đừng bao giờ coi những thứ này là giới nhỏ không có quan hệ gì như thế là đã sai nếu như không giữ giới nhỏ thì giới lớn sẽ trôi qua. Giới nhỏ là cội gốc của giới lớn. Thọ giới khi xuất gia. Lão Hòa Thượng đã nói giới luật cho chúng ta. Cũng là khuyên rằng chúng ta phải giữ bốn giới nặng Kỳ thực, bốn giới nặng đó là giết, trộm, dâm dối Đây là bốn giới nặng Giới nhỏ có thể qua loa Phận theo chúng sinh, tùy hỷ công đức, nghe sức bùi tai Trong cuộc sống thường ngày, Hai lưỡi ác khẩu nói dối theo dệt Đây rõ ràng là một trong bốn giới trọng Sao lại coi nó là giới nhỏ? Một người Đừng nói là cả đời Bà chỉ nói một ngày thôi Trong một ngày đó đã phạm lỗi miệng chưa? Rất khó Suốt từ sáng đến tối Có nói dối không? Cứ nghĩ xem Có nói dối, hai lưỡi, ác khẩu, theo dệt không? Nếu có, nên biết hôm nay đang tạo ác. Kỳ thực, nói thật, mỗi niệm đang phạm cả giết, cướp, dâm dối. Đây là nói thật. Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhân trong kinh nói Trong Phật Pháp Đã thanh tịnh ngũ giới thập thiện Thực sự giữ trọn Làm được Mới được gọi là Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhân Vẫn còn hay phạm ngũ giới thập thiện như thế là không được Cách gọi như thế trong Phật Pháp Chúng ta không có phần Bởi thế học Phật Ít nhất chúng ta phải giữ gìn được Thân không tạo giết trộm dâm dối uống rượu Tâm phải chế ngự được tham sân si mạng nghi phải không chế được tình cảm như oán hận phiền não giận dữ quý vị phải khống chế không để nó phát tác đây mới gọi là thật sự tu tập người như vậy mới thích hợp với việc niệm phật mới gọi là một niệm tương ứng một niệm phật mỗi niệm tương ứng niệm niệm phật không chế ngự được ác nghiệp tập khí phiền não thì không thể tương ứng niệm, niệm phật Liệu có mang lại lợi ích không? Không thể nói là không lợi ích Nhưng lợi ích chỉ ở trong a lại giai thức Tập kết chủng tử niệm Phật Chỉ lợi ích ở chỗ đó Quả báo của lợi ích này Không phải trong đời này Nói cách khác Đời này vẫn trôi lăn theo nghiệp ngày trước thầy lý thường nói với chúng tôi không chế ngự được tập khí phiền não giỏi niệm phật cỡ nào một ngày mười vạn danh hiệu thì vẫn là đáng sinh tử như thế nào vẫn phải sinh tử như thế đó không cách nào khác niệm phật không tương ứng